Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, có những thói quen hàng ngày có thể vô tình tiêu diệt các tế bào não, khiến chúng ta có nguy cơ bị rối loạn tâm thần, trầm cảm, lo lắng hoặc mắc các bệnh như Alzheimer, đột quỵ, động kinh và thậm chí là ung thư. Dưới đây là những thói quen nguy hiểm gây hại cho não cần loại bỏ ngay lập tức. Thông tin được tham khảo trên báo vietnamnet.vn. Bỏ bữa sáng. Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng có thể dẫn đến lượng đường trong máu thấp và điều đó rất có hại cho não. Não của bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn bất kỳ một cơ quan nào khác trong cơ thể và chiếm tới 20% tổng lượng glucose có sẵn trong hệ thống của bạn mỗi ngày. Khoảng 2/3 ngân sách năng lượng của bộ não được sử dụng để giúp các tế bào thần kinh bắn ra các tín hiệu đến phần còn lại của cơ thể. 1/3 còn lại được chỉ định để bảo trì và chăm sóc tế bào. Không ngủ đủ giấc. Sau một ngày làm việc dài và căng thẳng, bộ não và cơ thể của bạn cần được nghỉ ngơi. Cách nghỉ ngơi tốt nhất là ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ngủ từ 1 đến 2 tiếng, khoảng thời gian đó không đủ để não và cơ thể của bạn nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đầy đủ sẽ mang lại cho bạn tinh thần làm việc tốt nhất vào ngày hôm sau. Việc thiếu ngủ liên tục có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng cho não bộ. Bạn đang tiêu diệt những tế bào não mỗi lần bạn ngủ không đủ giấc. Có thể bạn không để ý trạng thái căng thẳng, mất tập trung, thiếu tỉnh táo và hay gắt gỏng là kết quả của một đêm thiếu ngủ. Đừng tiếp tục hủy hoại sức khỏe của bạn và hãy bắt đầu một thói quen ngủ đủ giấc ngay từ bây giờ. Buộc bản thân làm việc ngay cả khi bị bệnh. Khi bị bệnh, bạn chắc chắn biết rõ rằng bạn không thể làm việc một cách tối ưu. Đó là dấu hiệu cơ thể báo hiệu bạn nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Buộc bản thân làm việc ngay cả khi bị bệnh không chỉ làm giảm chất lượng công việc mà còn gây nguy hại nghiêm trọng đến não bộ của bạn. Những lúc đó, bạn nên nghỉ ngơi và đợi cho đến khi cơ thể bạn hoàn toàn hồi phục, sau đó mới tiếp tục công việc của mình. Như vậy, bạn vừa đảm bảo được chất lượng công việc, vừa duy trì được bộ não khỏe mạnh. Ăn quá nhiều đường. Hiện nay, phần lớn thực phẩm đều chứa đường. Chúng ta đều biết rất rõ rằng cái gì quá nhiều cũng không tốt. Đường có thể gây ra các vấn đề như mụn, sâu răng và tăng cân. Nó cũng là thủ phạm chính gây ra căn bệnh đái tháo đường. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ quá nhiều đường sẽ gây cản trở cho khả năng hấp thụ protein cũng như các chất dinh dưỡng của cơ thể. Hệ quả là gây ra tình trạng suy dinh dưỡng hay các vấn đề liên quan đến phát triển não bộ. Kiểm soát lượng đường của bạn càng nhiều càng tốt. Thay vì dùng các loại nước ngọt, nước coca, bạn hãy uống nước lọc. Hạn chế ăn các loại sô-cô-la chứa nhiều đường. Nếu bạn không thể ngừng ăn sô-cô-la, hãy chọn những loại sô-cô-la đen nguyên chất, chúng chứa ít đường hơn. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa béo phì và mất trí nhớ. Mặc dù lý do không rõ ràng, nhưng các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng béo phì xảy ra khi chúng ta ăn uống thiếu dinh dưỡng, kết quả là chúng ta lại ăn quá nhiều để đáp ứng nhu cầu vitamin và khoáng chất của cơ thể. Vì vậy, ngay cả khi bạn ăn nhiều, bạn vẫn có thể bị đói não. Hút thuốc lá. Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về tác hại của việc hút thuốc. Hút thuốc rõ ràng làm hỏng màng tế bào và khả năng sống thần kinh trong khu vực não, quản lý sự cân bằng phối hợp và cả kỹ năng vận động tinh và thô. Nó cũng làm ảnh hưởng đến vỏ não, nơi xảy ra các quá trình bao gồm ngôn ngữ, bộ nhớ và nhận thức. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc cai thuốc lá có thể khôi phục một số độ dày đã mất của vỏ não, ngay cả với những người nghiện hút thuốc lá nặng. Để cơ thể bị mất nước, cơ thể của chúng ta được tạo thành từ 70% là nước, vì vậy nó rất quan trọng đối với mọi chức năng của cơ thể, bao gồm cả chức năng não. Tình trạng mất nước tác động lên não cũng xảy ra rất nhanh. Bạn không cần phải căng thẳng về việc uống một lượng nhất định mỗi ngày, nhưng hãy chú ý đến cơn khát của bạn, vì đây là một chỉ số tuyệt vời về nhu cầu nước. Cố gắng uống liên tục trong suốt cả ngày để giữ mức ổn định và não của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.